Dạ, tiếp theo thì nhà chúc tư chia sẻ một đoạn Đức Thầy cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, thì sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Như vậy thì giặc thì hướng nào một hướng, mà tại sao có bốn hương, bốn hướng chỗ nào cũng có hết bốn phương luôn, rồi chỉ có là khắp hoàn cầu thiết thiết là dậy sớm mau kiếm chữ ma ha. Vậy là cái chữ ma ha là cái chữ gì? Thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Vậy là hiện nay cái chữ ma ha là chữ gì? Mà như vậy ai biết cái chữ đó mới được Phật cứu, rồi không biết chữ đó là Phật có cứu được hay không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ chú Tư Quang hãy chia sẻ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đoạn của đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích trong quyển gì vậy? Tất nhiên là cái quyển Kệ Dân của Người Khùng mà Đức Thầy viết cũng vào đó tháng 9, vào ngày 12 tháng 9 năm 1939, có 456 câu mà được đồng đạo nêu lên trong 4 câu trong cái lá bàn, 486 câu. Vậy thì đồng đạo mới nêu lên trong đó là 4 câu đó là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu ở nơi có lửa. Vì Đức Thầy đã tiên tiên trước hết rồi. Đức Thầy ra đời vào năm 1939. Cũng như hồi nãy tôi có nói nhắc qua cái bài sứ mạng đó, là ta không thể đem phép của linh mà cứu an tai quả chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Đã là con người tàn bạo đã gây nên vấn đề mà chiến tranh giặc giả rồi, thì sau này coi như là khắp cả các nơi, mà Đức Thầy cho biết là khắp thế giới, binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Đây là Đức Thầy nói là khắp thế giới, đâu phải nói nước nào đâu, khắp cả coi như là thế giới, là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, châu nào coi như là cũng là chuẩn bị binh lương cụ túc hết để mà quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Vậy thì bây giờ sau này đến cái giai đoạn là đệ tam thế chiến xảy ra sau này đó, thì bây giờ là khắp cả các nơi, chứ không phải như kỳ đệ tam thế chiến ở đệ nhị thế chiến. Nếu như kỳ đệ nhị thế chiến coi như là chỉ có giành giật trong cái thời điểm coi như là chỉ có châu Á, châu Âu thôi, mà gió Á mưa Âu bùng sấm dậy hải hùng tranh chiến sẽ sâu nhau, thấy không? Hồng trần trở lại màn u ám khắp cả chúng sanh nhuộm máu đào, là châu Á, châu Âu thôi. Tất nhiên trong có trong đó nó có coi như là tam trục và tứ cường. Tam trục là Nhật, Đức, Ý, mà tứ cường là Nga, Tàu, Anh, Mỹ. Tất nhiên là chỉ có là châu Á, châu Âu thôi. Nhưng sau này đó, không có nói coi như là châu Á, châu Âu mà cả năm châu. Như vậy coi như là đến cái câu này Đức Thầy đến chừng đó là giai đoạn đó, mà không biết giai đoạn nào. Ở đây nó còn tùy theo cái tâm địa của chúng sanh đó. Vì Đức Thầy nói ta không thể đem phép của linh mà cứu an tai quả chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo lên cái nên, mà loài người càng tàn bạo chừng nào nó kết thúc sớm chuyện đó. Còn cái con người mình coi như là hiền từ được thì nó cái giãn dài ra chút, phải không? Vậy thì bây giờ đến chừng đó bốn phương có giặc, tất nhiên là đông tây trộn rộn trời che sáng, có nghĩa là chỗ nào coi như là cũng có hết. Còn nam bắc ê hề đất trở thay, nhân loại nhân vật mười phần hao bảy tám thần tiên thấy vậy cũng châu mạc, có nghĩa là chỗ nào coi như là cũng có chiến tranh giặc giặc, chứ đâu phải là chuyện là bình thường đâu. Vì thì đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, có nghĩa là khắp cả hoàn cầu, mà khắp cả hoàn cầu là thiết thiết tha tha, có nghĩa là giặc giả coi như là tứ phương hết, chứ đâu phải là trong một nước. Thiết thiết tha tha, như thiết như tha, như cắt như mài, như tất nhiên là khổ dữ lắm. Thưa chưa quý vị, quý vị bây giờ là hoàn cầu đó, là hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, hay là lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp rồng mây hãy ráng nghe lời ta mất trước, không nhìn đạo đức phải phơi thay. Tất nhiên là sau này cũng như là chiến tranh giặc giả như vậy. Vậy thì bây giờ đó là khắp hoàn cầu, tức nghĩa ở đây là hoàn cầu là nói chung là hoàn cầu và trái đất, mà khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, có nghĩa là chỗ nào cũng có giặc. Cho nên có một lần nọ đó thì ông Tư Tửu á, tất nhiên là ông Đặng Thành Tửu, rồi có cái dịp buổi chiều đó đó, ông Đặng Thành Tửu mới hỏi thầy, nói dạ thưa thầy, thầy nói cái câu là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Vậy thì sau này nếu như mà bốn phương có giặc như vậy đó, rồi bây giờ kiếm ma ha mà kiếm ở đâu thầy, trốn ở đâu được thầy?
Thì nhân tiện đó Đức Thầy mới nói, tôi nói cho ông biết nha, sau này mà nếu có đến cái hoàn cảnh đó thì ông ra đó ông trốn. Là Đức Thầy chỉ cái bàn thông thiên. Rồi ông tư tưởng ông quay qua ông gặp cái bàn thông thiên mới nhả thưa thầy, cái bàn phải bàn thông thiên đó ông thầy trốn đó phải không? Cái Đức Thầy nó ra đó mà trốn. Cái ông quay lại ông tư tưởng nói dạ thưa thầy, cái bàn thông thiên gì mà nó trống lắm vậy, rồi trốn sao được, thầy giặt giả nó bắn đạn mà đạn nó pháo nó bắn rồi làm sao mà trốn được. Đức Thầy nó mặc dầu nó trống vậy đó nha, nhưng mà mưa không xa mà gió không lọt mà đạn không rơi mà bơm cũng không nổ luôn, ông cho ông biết ông ra đó mà ông trốn. Thì đó, thì ông tư tụ là ông là hỏi Đức Thầy, Đức Thầy là trả lời là có cái ngụ ý là ra đó để cúng lại, ra đó để tu đó. Hàng ngày ha. Cúng lại hàng ngày, tu hàng ngày đó là mới trốn được thôi. Vậy thì qua cái câu này Đức Thầy nó dạy sớm mau kiếm chữ ma ha, là cái chỗ đó kiếm chữ ma ha là kiếm cái đạo. Như vậy thì ma ha là tiếng Phạn Tàu dịch ra gọi là đại đạo, mà ở đây là đại đạo là chỉ cho cái như hồi xưa đó là giáo lý của Đức Phật khi xưa đó là đại đạo, mà hôm nay cái giáo lý của Đức Thầy để lại cho chúng ta đang tu tập đây là ma ha, là đại đạo, phải không? Như cái gì mà nó lớn quá lớn người ta gọi là ma ha, ví dụ như thật đó là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, hồi xưa như là ông ma ha ca diếp nè, ma ha ca chiên diếp nè, ma ha như là La Hầu La này, cái dân dân coi như là thập đại đệ tử của Đức Phật là được danh từ ma ha, thấy không? Còn hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết cái là ma ha đây là cái như là giáo lý của Đức Phật, hôm nay được Đức Thầy hoàn truyền trở lại nên gọi là ma ha. Vậy thì bây giờ là ma ha thòn nhỏ đã dọn rồi, chèo lái chương bườm chớ thả trôi, hoặc giả là biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an, hay là gì hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm, thấy không? Hết khác cái gì xót lòng cậy nước ma ha, xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm. Thì ở đây muốn nói tất nhiên là qua cái câu này là ma ha tức là đại đạo, mà cũng là coi như là cái phương pháp tu tập của mình, là cái giáo lý của Đức Thầy đó là ma ha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha là quy y để mà tu theo giáo lý của Đức Thầy đó là kiếm chữ ma ha. Còn nếu như mà ai rời coi như là giáo lý Đức Thầy mà không chịu tu tập, không chịu quy y, không chịu đầm lành, không chịu cúng lại, không chịu bố thí, không chịu làm phước, không chịu ăn chay, không chịu niệm Phật, thì cái người này không có ma ha. Mà muốn được có ma ha tức là phải là tu tập, phải tu theo giáo lý của Đức Thầy, thì cái đó mới gọi là kiếm chữ ma ha. Chứ không phải kiếm chữ ma ha tất nhiên là lật trong từ điển, lật trong kinh, lật trong sách, sách nào kinh nào có chữ ma ha, kiếm cái chữ ma ha vậy là được cứu, không phải vậy nha. Kiếm chữ ma ha tất nhiên chữ ma ha đó là đạo, kiếm chữ ma ha là kiếm đạo để tu á, mới gọi là kiếm ma ha. Vậy thì bây giờ vậy ha, mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Nếu ai mà được gần đạo, ai mà được tu tập theo giáo lý Đức Thầy thì sau này được Đức Thầy cứu khỏi nơi khó lửa, có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây, Đức Thầy nói là trần gian khói lửa với đao binh, tất nhiên là khói lửa đây, trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, cứu khổ nam mô đây là ma ha, đúng không? Cứu khổ nam mô vô lượng phước diệt nạn tu địa hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cây đắng gió cúng trần gian nổi bất bình, tính nữ thiện nam dình mối đạo dù cho lăn lóc kháng kiên trình. Vậy thì bây giờ ở đây là kiếm chữ ma ha tức là kiếm đạo. Còn chỗ khác Đức Thầy cho chúng ta biết đó là can qua là giặc giả chiến tranh khói lửa, phải không? Dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ hoàn cầu, đến đó ấm cùng no, đúng không? Vậy thì bây giờ coi như là nếu như mà có vấn đề mà can qua chiến tranh giặc giả sau này là khói lửa binh đao, thì bây giờ chỉ có cái đạo thôi. Ai mà có đạo được coi như là sau này được Đức Thầy cứu. Đức Thầy nói là sau này đó, bây giờ đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền nào khó mua, biển sông lặn lội hơn thua tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Như vậy thì sau này coi như là chỉ có cái đạo mới còn tồn tại thôi. Còn ai có tiền tỷ, tiền triệu coi như là bao nhiêu đi chăng nữa, sau này cái đạo nó mất, kiếm mua không có. Làm sao chỗ nào có đạo mà mua, phải không? Không đâu mà có đạo chứ chọn. Mà bây giờ chỉ có cái đạo, tất nhiên là bây giờ chúng ta tu đạo chẳng ở đầu môn chót lưỡi, mà đạo tại tâm cố bới cho ra thiện nam tín nữ gần xa trong tâm có Phật, ráng mà tìm xem. Tất nhiên là chúng ta phải ráng tìm cái đạo ở
ở trong tâm mà chẳng nói vắng vàng. Phật nội tức tâm là chúng ta bây giờ phải tìm đạo trong đó, là phải quay trở lại. Vậy thì nói tóm lại qua bốn câu này, đến chừng đó là giai đoạn sau này để tam thế chiến, và sau này giặc giả tứ tung, thì bây giờ tất cả các nước, nước nào cũng có giặc. Đó là Đức Thầy tiên tri trước, thấy không? Rồi Đức Thầy mới bảo cho chúng ta phải kiếm chữ Maha, tất nhiên là quay trở lại tìm đạo. Ai mà quy y giác ngộ tu theo giáo lý Đức Thầy thì sau này Đức Thầy sẽ cứu cho cái nhân lực tai nạn khói lửa đó. Mà Đức Thầy sẽ hứa hẹn cho chúng ta đó là cứu lương hiền, chẳng cứu người hung kẻ gian ác. Đến sau tiêu diệt hoặc giả là khắp lê thứ, biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng vân, diệt thiên cơ, khùng tỏ hết chân cho trần hạ từ nơi lao lý. Thì đến đây cũng xin hết đề tài này. Nam mô A Di Đà. Dạ, Nam mô Đà Phật. Thì nhờ chú Tư tiếp theo thì giảng một đoạn, Thành Hậu cũng thấy câu này rất là quan trọng. Và Đức Thầy cho biết là đạo mở cửa bài câu minh mục. Vậy thì xin hỏi chú, vậy là đạo đóng cửa hồi nào, mà bây giờ Đức Thầy mở cửa, mà ai mở cửa? Rồi nước Maha tứ tắc lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Vậy là cõi trung ương nó luân chuyển phương Nam là ở chỗ nào? Và Đông Tây Nam Bắc mà hướng Nam là nhờ chú chỉ luôn ở đâu. Rồi mở hội thánh chọn người trung hiếu thì đồng đạo mình nghe nói là hội Long Hoa thôi, sao mà đâu có hội thánh nữa. Và nhờ chú Tư chia sẻ. Và Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên, ở trong đó được bốn câu, rồi trong bốn câu nó cũng có chi tiết và cũng hỏi qua cái vấn đề nghi vấn ở trong cái đoạn bốn câu này. Thì trong bốn câu đó là đạo mở cửa bài câu minh mục, nước Ma Ha tưới tắt lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Rồi bây giờ đồng đạo mới đặt lên vấn đề để mà hỏi là đạo mở cửa, đóng cửa hồi nào mà lại mở, mà ai mở, không? Rồi bài câu minh mục, mà cái câu minh mục, cái câu đó ra làm sao? Nước Ma Ha nhanh giờ đã bàn rồi, nhưng mà tưới tắt lòng phàm, mà cái lòng phàm của mình bây giờ là nhờ nước Ma Ha để tưới tắt, mà cái lòng phàm mình là cái lòng phàm, là cái lòng như thế nào? Rồi cõi trung ương luân chuyển phương Nam, cõi trung ương hồi xưa ở đâu mà bây giờ luân chuyển phương Nam? Bây giờ là phương Nam, tại sao không luân chuyển phương Bắc mà lại luân chuyển phương Nam? Không luân chuyển phương Tây mà lên luân chuyển phương Nam, vậy là phương Nam nó ở đâu? Đặt lên nhiều cái câu hỏi, coi như là cũng đặc biệt. Nếu mà đọc xuông ngang nghe thì trong khi đó chưa có thấy gì để mà mình là thấy sâu màu của Phật pháp. Cho nên Đức Thầy nó đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, hay là chuyên chú nghĩ suy từ nét giống, đúng không thầy Sứng? Từ nét từ giống gì không, hết sức là đặc biệt. Vậy thì trong bốn câu này chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Bài Diệu Pháp Quang Minh Đức Thầy viết vào ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 214 câu, mà đồng đạo trích ra 4 câu cho chúng ta bàn. Vậy thì bây giờ ở đây là đạo mở cửa bài câu minh mục. Đạo tức là tôn giáo, cho nên đạo nó có nhiều nghĩa, nhưng mà phải xài chỗ này á là phải áp dụng là đạo là tôn giáo. Đạo là lý tánh tuyệt đối, đạo tất nhiên là bổn phận, đạo là con đường, nhưng mà mấy chỗ này không có bài. Mà ở đây chứ đạo đây tức đạo là tôn giáo. Tôn giáo tất nhiên là đạo. Ví dụ nó mới vợ ông đạo gì? Vợ ông này là đạo Cao Đài nè, thấy không? Đạo Thiên Chúa nè, đạo Phật Giáo Hòa Hảo nè, đạo Phật. Như vị danh từ này, đạo tức là tôn giáo. Mà đạo mở cửa tất nhiên là cái tôn giáo đạo Phật mở cửa. Như vậy là tôn giáo đạo Phật được mở cửa. Nhưng mà ở đây coi như là đóng hồi nào mà mở, đúng không? Đặt lên câu hỏi tất nhiên là được đóng, là cái đạo Phật đó, là coi như là đóng ngay vào coi như là năm 713. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đạo Phật coi như là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài coi như là ra đời để cứu độ cho tất cả các chúng sanh trong suốt trong thời gian 49 năm ngài tịch diệt. Giáo lý của Đức Phật đó, và cái sự truyền thừa của Đức Phật là từ ông Maha Ca Diếp, A Nan, Thương Na Quả Tu, U Ba Cúc Đa, mới truyền dài xuống Bát Nhã Đa La, rồi truyền dài xuống nó coi như là đến cái là Đạt Mã Tổ Sư, không? Rồi Đạo Tính Hoằng Nhẫn, Đạo Tính Hoằng Nhẫn đến cái Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy là Tam Thập Tam Tổ là 33 vị tổ, mà trong 33 vị tổ đến thời kỳ Đức Lục Tổ Huệ Năng bắt truyền y pháp, bắt truyền y pháp.
Thì bây giờ nữa là đình đốn đạo Phật là ngưng lại trong lúc đó rồi, tất nhiên là không có, không còn truyền thừa xuống nữa, đóng cửa. Tất nhiên bây giờ nếu mà cái đạo Phật được truyền dài xuống, từ coi như là ông Ma Kha giết cho đến như là Đức Lục Tổ Huệ Năng, đó tất nhiên là đạo mở cửa. Trong giai đoạn đó coi như là đạo Phật được coi như là truyền bá. Nhưng mà đến thời kỳ Đức Lục Tổ Huệ Năng rồi, lúc đó coi như là không còn truyền thừa xuống nữa, là đóng cửa ngay trong lúc này. Thì bây giờ coi như là ông Thần Tú bắt đầu mới ra đời lộng hành, thì bắt đầu mới bày ra coi như là không biết bao nhiêu, coi như là cái chuyện coi như là sắc tướng thinh âm, đúng không? Cho nên Đức Thầy hôm nay nhắc lại cho chúng ta biết, đạo mở cửa bài câu minh mục, tất nhiên là ngay trong lúc là ông Thần Tú là ra đời để mà á dị, mà trong khi đó nó là tổ thứ sáu nói truyền. Như vậy là cuối cùng rồi, coi như là đạo coi như là bị bế ngay trong lúc đó. Như vậy hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là theo Thần Tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành, đúng không? Hai lời đạo màu diệt khổ có từ lâu, Thần Tú ra đời lại gớt thâu chuông mỏ sám kinh, bèn cải sửa xá phướng truyền lưu lắp đạo màu. Tất nhiên là bây giờ cái đạo nó lắp rộng, nó không còn coi như là để mà tu hành đắc đạo, hay là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, bởi tăng chúng quá ham trường ố nên tở phiên khắp chốn cùng làng. Như vậy thì cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị đình đốn, và trong khi đó bị đóng cửa ngay trong thời kỳ coi như là Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bật truyền y bát, đóng cửa đó. Tất nhiên là ở đóng cửa rồi, bây giờ giai đoạn mở, cái giai đoạn mở bây giờ là ngay coi như là Đức Thầy ra đời. Hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết, bây giờ Đức Thầy mở cửa đây, Đức Thầy có nhiệm vụ là mở cửa, phải không? Đạo mở cửa hôm nay Đức Thầy mở, xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Tất nhiên là bây giờ Đức Thầy hôm nay nó mở cửa là cái đạo nó sáng trở lại rồi, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói là từ ngàn xưa Phật Pháp gài then đóng cửa lại, đúng không? Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, ngàn xưa tất nhiên là 1226 năm kể từ khi là Đức Lục Tổ Huệ Năng bắt truyền y bát cho đến Đức Thầy ra đời, trên 1000 năm, 1226 năm. Như vậy là từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, là cái đạo bị gài then, có nghĩa là bây giờ gài ngang là đóng cửa, đóng cửa là gài then còn gì nữa, phải không? Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo, không có ai được đắc đạo hết. Rồi hôm nay Đức Thầy coi như là ra đời, Đức Thầy mới mở cửa, phải không? Mở cửa để mà coi như là cho tất cả các chúng sanh thấy. Bây giờ Đức Thầy nhắc lại cho chúng sanh, coi như là vừa mở cửa mà vừa cắt phen gào luôn, phải không? Thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Hay là gừng rú kể kinh, là kinh kể của Đức Phật khi xưa đó, bây giờ cắt khoen gào. Khoen gào tất nhiên là coi như là gào lại, là ngăn lại, là đóng cửa lại đó. Mà Đức Thầy nói là gừng rú kể kinh, cắt khoen gào rước đưa sanh chúng rời, bởi ái thử thét cho cùng cạn thấp cao. Thì hôm nay Đức Thầy coi như là mở cửa. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy mở cửa vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, ngày coi như là đánh lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để dạy dỗ thức tỉnh cho tất cả các chúng sanh, nên gọi là mở cửa, thấy không? Như là đạo mở cửa tất nhiên là được mở cửa vào ngày 18 tháng 5, là Đức Thầy ra đời để mở cửa cho tất cả các chúng sanh thấy. Đức Thầy nói đây, Đức Thầy nó nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn tất nhiên là ở nơi cửa đạo đó, cửa thiền môn còn hỏi khóa then, tất nhiên là nó gại rồi. Cho nên hôm nay Đức Thầy coi như là mới mở cửa ra để mà cho chúng sanh để mà thấy, phải không? Rồi bây giờ đến cái chỗ này, từ ngàn xưa cái chỗ này là đạo mở cửa rồi, bây giờ nãy giờ nó đóng như mở rồi, phải không? Bây giờ đến cái chỗ là bài câu minh mục nước Ma Ha Tứ Tắc Lần Thành. Như vậy bây giờ là bài câu minh mục nó có hai ý. Một là bài câu minh mục tất nhiên làm cho con người sáng con mắt ra, nghe Đăng Khanh, minh tất nhiên là sáng, mà mục là con mắt, là con mắt mình nó được sáng. Là xưa nay coi như là con mắt mình nó bị tối, mà tối là do nó đâu, tất nhiên là bị coi như là âm thanh sắc tướng chạy theo Thần Tú, mà con người bị tối, anh bảo không có hiểu được coi như là cái giáo lý nhà Phật như thế nào, bị tối. Cái thứ hai, con người mình bị danh, bị lợi, bị tình mà bị tối, bị tối hù luôn, không có thấy. Cho nên Đức Thầy nói là chữ sang danh vọng như mù đi đêm, còn gì nó không tối, phải không? Hay là thương ai ham giỏng ham dụ cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm thì tối, phải không? Tối rồi. Bây giờ hôm nay cho nên Đức Thầy ra đời làm cho con người mình được sáng con mắt ra, tất nhiên là thấy hết. Đức Thầy chỉ cho chúng ta thấy đây, Đức Thầy nói là khai ngọn đuốc mở ra, phải không?
khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành chắc lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ, chỉ con đường mà sáng lợi với con gì nữa vậy, đặng chỉ ngõ làm lành bánh dữ là sáng ra, đó là sáng lợi. Tất nhiên ở đây tất nhiên là bài câu minh mục, đúng không? Bài câu minh mục tất nhiên làm cho con người mình sáng ra, không còn bị tối tâm như trong lúc trước nữa. Đó là hai ý. Rồi bây giờ bài câu minh mục coi như là còn một nghĩa nữa, tất nhiên là bây giờ là minh mục. Ở đây là minh là đạo Phật, và mục tất nhiên là ở đây coi như là đạo Thánh, mà giáo lý của Đức Thầy tất nhiên là gồm có học Phật và tu nhân. Như vậy là bài câu minh mục tất nhiên là nếu nó qua cái đạo Phật, nếu như ai mà tu theo giáo lý của Đức Thầy là được sáng suốt, được khải ngộ, được đắc đạo hết là minh. Như Đức Thầy nó là người hiền, tâm trí, thông minh, tất nhiên là được minh hết trân trọng, không có người nào mà bị tới hết. Tu theo giáo lý Đức Thầy là minh. Như Đức Thầy nói nè, Đức Thầy nói nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì pháp huệ là minh, đắc đạo, đúng không? Minh. Rồi bây giờ nếu như bây giờ đạo Phật tất nhiên là minh, mà cái như là đạo Nho, là cái người tu theo đạo Nho tất nhiên là nó có một, tất nhiên là trong đó coi như là bát cương mục. Như vậy bây giờ Đức Thầy ra đời để mà dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh, nếu không được đắc đạo mà được minh, mà được giải thoát thì phải biết được 8 cái cương mục này. Để làm chi? Để hành, để mà để cư xử với nhau cho nó được tốt, nghe không? Như vậy là 8 cương mục là dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc, tiên tệ kỳ gia, dục tệ kỳ gia, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm, dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý, tiên trí kỳ tri, dục trí kỳ chi, tiên cách kỳ vật. 8 cương mục này. Như vậy là 8 cương mục này, cái người nào mà tu bên đạo Nho là phải giữ gìn 8 cái điều này. Đó là cái giáo lý Đức Thầy là học Phật tu nhân. Học Phật là phải minh, tu đạo nhân là phải một bài câu minh mục làm sáng cho cái như là cái đạo của giáo lý học Phật tu nhân. Đó là bài câu minh mục. Thôi nói gọn gì đi hen, chứ còn giải ra bình thiên hạ chỉ kỳ quốc tề kỳ gia cách giật trí chi này kia được hen thì không có thời gian cả để chi tiết cả, phải không? Thôi giờ nói gọn vậy đi. Rồi bây giờ nước Maha tứ tắc lòng phàm là nước Maha, nó giờ đã bàn rồi, thôi giờ mình khỏi bàn nữa hen. Tất nhiên Maha là đại đạo, tất nhiên là giáo lý của Đức Thầy, mà nhờ giáo lý Đức Thầy mà tưới tắt được lòng phàm. Như vậy thì bây giờ cái lòng phàm tất nhiên là cái lòng con người mình bào bọt chua chát với lắm đủ thứ trân trọng, mà Đức Thầy nói trần gian thiếu trái chi chua đó. Thiếu trái chi chua đó là cái lòng phàm, có nghĩa là ăn vô sót sót lòng cậy nước ba ha đó, hết vô ba hết ắt là lặng tâm, quay trở về con đường đạo, con người mình mới hết bị sắp ruột, phải không? Vậy thì bây giờ ở nơi đây là nước Maha tưới tắt lòng phàm. Bây giờ thôi nói lòng phàm mình chút xíu đi, nhờ nước Maha mà tưới tắt cái lòng phàm của con người của mình. Nó chữ Nho gọi chữ phàm, nó gọi là trần tục, mà cái lòng phàm mình tức là cái lòng trần tục. Mà cái lòng trần tục đó tất nhiên là lòng con người mình nó hay ham muốn, gặp gì cũng ham muốn, chứ thánh là thanh, nó sự thế không có ham, còn phàm là phạm, việc phàm hay muốn. Cho nên việc phàm hay muốn có nghĩa là muốn hết, muốn này nó lượt muốn kia, mồ hôi nước mắt đầm đìa mà vấn đề ham muốn nọ kia chưa vừa, muốn này hết lượt, muốn này muốn kia, muốn đủ thứ trơn trọi. Cho nên muốn đến đổi coi như là có vợ chính còn muốn thêm hầu lẻ, được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phút nào yên, sự tham muốn lưu chìm như vậy. Nó muốn tới hoài, coi như là có nhà cao rồi muốn coi như là cao gì đó, dạ tới nữa. Cái chuyện đó thôi, bây giờ lần đó là lòng phàm á. Nhưng mà khi chúng ta được giác ngộ rồi thì nước Maha là cái giáo lý Đức Thầy đó bảo cho chúng ta, đó là hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo ăn bằng, xả thân tu tỉnh. Cho nên giờ thôi nghe giáo lý Đức Thầy thôi, giờ an phận. Thôi giờ sống coi như là đây là sống tạm thời, lo vừa chừng chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ sát thì có cái khác. Còn người không hiểu đạo cứ bo giữ nó bằng lo ích kỷ mê lầm, đến khi số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải thần trí hôn mê, đất chiếu mánh cõi đời cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang chợt mắt chặt lưỡi, nghiến răng lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết, thử hỏi khổ sở là dường nào. Như vậy thì bây giờ biết được giáo lý Đức Thầy nhờ nước Maha là tưới tắt lòng phàm mình bị tắt, có nghĩa là không có ham muốn nữa, mà quay trở về con đường đạo là quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Đó là qua câu thứ hai. Rồi bây giờ qua hai câu sau nữa là đồng đạo mới nêu là hỏi cái ý là cẩu trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Mà tại sao cẩu trung ương ở đâu mà bây giờ lại là luân chuyển phương nam? Thôi giờ nói cho nó mau đi. Cẩu trung ương, trung là chính giữa,
Trung ương tất nhiên là trung tâm, phải không? Trung ương tất nhiên là trung tâm. Như vậy, ví dụ như đất nước Việt Nam trung ương á, là bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh hay là ở ngoài Hà Nội là trung ương. Tất nhiên là trung tâm là cái chỗ vùng mái cao nên gọi là trung ương. Vậy thì bây giờ là hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, trung ương ở bên Ấn Độ. Trung ương ở bên Ấn Độ chứ không phải bên đất nước Việt Nam. Nhưng mà sau này đến cái thời kỳ Đức Thầy có một nhiệm vụ thiêng liêng, Ngài là sau này để lập lên cái hậu Long Hoa, Đức Phật Di Lặc giáng thế nơi cõi Ta Bà, thì trung ương ở nơi cõi Ta Bà và trung ương nơi đất nước Việt Nam. Mà Đức Thầy có tiên tri cho chúng ta biết đó, là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, thấy không? Đức Thầy nói cho bài cho là ông Táo đó, trao lời cùng ông Táo đó: cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Như vậy là cõi trung ương sau này nhằm đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam. Như vậy bây giờ đất nước Việt Nam sau này là trung ương, là trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chợ có hài. Xin nhắc vấn đề mà lược sử Đức Phật một chút xíu nha. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tịch diệt tại xứ Câu Thi Na Ta La Sông Thọ, có hai cây ta la. Lúc bây giờ Đức Phật mới nằm nghiêng coi như là ở bên phải, cái giò đó là duỗi thẳng đạp về bên phía nam. Cho nên đó là Đức Phật trong kinh Di Giáo nó là các cơ nên theo chân của ta để mà sau này tu học. Thì bây giờ Đức Phật coi như là cái đầu quay về phía bắc, cái chân là đạp về bên phía nam. Thì bây giờ là thật sự coi như là giáo lý của Đức Phật truyền sang sang dài bao từ Ấn Độ bắt đầu nó sang qua bên Trung Hoa, Trung Hoa bắt đầu nó sang dài qua bên Việt Nam, con thấy không? Thì rõ ràng coi như là cái đạo Phật từ ở bên đó mà truyền sang dài qua tới tỉnh Việt Nam. Như vậy là sau này coi như là cái giáo lý của nhà Phật đó, là ở bên Việt Nam là trung ương thuộc về đất nước Việt Nam. Rồi đến cái thời kỳ ở bên Trung Hoa đó hen, là Đức Lục Tổ Huệ Năng sau khi Ngài tịch diệt đó, rồi tất cả các vị đệ tử mới hỏi nó: dạ thưa Thầy, nếu như sau này đó là cái đạo phải truyền về ở phía đâu, và coi như là hài cốt của Ngài coi như là phải như thế nào để mà gọi là quả tán cái gì, cái cho cốt xá lợi, cho cốt cái xá lợi. Rồi Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới nói bây giờ sau khi ta tịch diệt thì bây giờ các ngươi coi như là làm theo ý ta, đốt một cái lư hương thật lớn và trong đó coi như là thắp nến để mà cầu nguyện. Xong nếu như mà cái khói hương này nó bay về hướng nào thì bây giờ cái đạo của ta về hướng đó. Mà thật sự coi như là đốt một cái trầm hương thật lớn, xong rồi bắt đầu là tất cả các vị đệ tử quỳ xuống đó mà khấn nguyện. Mà khi khấn nguyện xong rồi đó hen, thì bắt đầu cái hương khói bắt đầu nó bay về hướng nam. Là cái đạo Phật, là Đức Lục Tổ Huệ Năng di chúc sau này cái đạo của ta, nếu như khói đó bay về hướng nào thì cái đạo của ta về hướng đó. Hương yên chỉ xứ sư sở quy viên, khói hương ở bay hướng nào thì sau đó là cái đạo của ta về hướng đó. Thì rõ ràng coi như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là cái bàn chân là đạp về bên phía nam. Rồi bây giờ đến coi như là Đức Lục Tổ Huệ Năng là khi đốt trầm hương đó, Ngài cũng dạy cho đệ tử cái khói cũng bay về phía nam. Thì bây giờ qua cái câu này là cõi trung ương luân chuyển phương nam, thì rõ ràng nó có gì nữa không? Luân chuyển phương nam. Rồi hỏi phương nam là có phương nào? Thôi bây giờ nói cho nó mau luôn đây. Phương Nam tất nhiên là ở đất nước Việt Nam, mà Đức Thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền, giáo đạo Nam Phương. Còn gì nữa phải không? Giáo đạo Nam Phương đặng chỉ ngõ làm lành đến dữ. Nam Phương tất nhiên là đất nước Việt Nam, thấy không? Rồi bây giờ chỗ khác Đức Thầy nói là phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, là chỉ cho đất nước Việt Nam chứ còn đâu nữa. Phương Nam đã ngọc cho lò lưu ly hổ phách mấy tòa đầy cung, dành cho kẻ lòng chung chính trực, quân cùng thần náo nức chưa tới, liên qua đua nở nụ cười, đứt tàu lưng đấm chào người chân tu. Đó là phương Nam đã ngọc cho lò, là đất nước Việt Nam. Như vậy là phương Nam là đối với phương Bắc, đối với phương Tây, nhưng mà ở đây là lãnh thổ, là đất nước Việt Nam. Sau này đất nước Việt Nam nhằm cõi trung ương. Vậy thì bây giờ đất nước Việt Nam nhằm cõi trung ương là mở hội thánh chọn người trung hiếu. Mà đồng đạo hỏi chứ hậu bây giờ có nhiều hậu, hậu Đông Hoa, hậu Đông Dân, hậu Đồng Mây, rồi đây mà tại sao đồng đạo hỏi cái như là hội thánh, hội thánh là gì?
Nhưng bây giờ ở đây coi như là cổ trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Như vậy là cái hội thánh tất nhiên ở đây coi như là muốn nói coi như là cái hội Long Hoa. Cái hội Long Hoa, bởi vì cái hội Long Hoa sau này có tiên có thánh để mà lâm phàm và giữ trong cái ngày hội đó, nên gọi là hội thánh. Như vậy là mở hội thánh tất nhiên là ở đây là cái hội coi như là của bề trên để mà lập hội, cũng như hồi xưa ông Khương Thượng Tử Nha ông tạo lập Lưu Bồng mở ra cái hội gọi là cái hội Phong Thành, nhưng mà sau này là có tất cả các vị đó để mà giữ nên gọi là cái hội hội thánh. Mà cái hội thánh đó là trung ương tam cõi điều hòa mà ta mới thánh thơ chở có hài, là trong đó có tiên có Phật có thần có thánh có hết có đủ coi như là trong cái ngày đó, nên gọi là hội thánh. Như vậy thì bây giờ ở đây là mở hội thánh chọn người trung hiếu, là mở ra cái hội thánh mà chọn ai là cái người trung, ai là cái người hiếu thì sau này được chọn trong cái ngày hội Long Hoa. Thưa chú quý vị, vì vậy cho nên bây giờ là trung hiếu tất nhiên là hai điều, mà người nào mà gìn giữ được hai điều đó thì sau này coi như là mới có mặt, gọi là trung hiếu giữ gìn phận con tâu thế sự bao la ta chẳng quản tiên cảnh non bồng sẵn dị ngôi. Cho nên đó là ai tu như thế nào không biết, mà muốn được giữ hội Long Hoa, sống được đời thượng quan là nhất định coi như là hai điều trung hiếu phải có, đúng không? Nếu mà trung hiếu không có tất nhiên là sau này coi như là không có thể được. Cũng như lần đó tôi có nhắc đó là ông Năm Di cùng với coi như là ông Năm Lửa, ông hỏi thầy, nói dạ thưa thầy, bây giờ sau này coi như là tín đồ của thầy đông quá đông vậy, bây giờ thầy chọn được là bao nhiêu phận và bao nhiêu người? Không phải nói coi như là 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra thế bệnh là còn 1 còn 1 bao nhiêu, nói số lượng không biết nhiêu, mà Đức Thầy chỉ nói gọn thôi, nói tín đồ tôi mặc dầu đông như vậy đó nghe, nhưng mà sau này còn lại có 2 người thôi. Còn 2 người thôi. Ừ. Nói như vậy gọn Năm Lửa ông giật mình giật mình. Ông nói dạ thưa thầy, trong 2 người mà có con không? Mà nếu không có con bây giờ con nghỉ tu rồi, ta con tu hành cực khổ quá mà tới chừng đó mà không có sao để có 2 người biết làm sao có lọt vô được không? Cây Đức Thầy nói ông đừng có nóng. Trong 2 người tôi nói tất nhiên 2 người đó là 2 người, một là người trung, hai là cái người hiếu. Trung hiếu. Mà nếu như mà trung hiếu mà ông có được thì bây giờ ông có mặt trong đời thượng quan tính đức chứ có gì đâu, đúng không? À, rồi nhưng mà Đức Thầy còn nói thêm một câu nữa, tôi nói cho ông Năm biết nghe. Tôi nói cho ông biết á, là trung hiếu tất nhiên là người đó mới có mặt trong đời thượng quan, nhưng mà ông thần có tu đó nghe, ông thần mới còn sống. Ông thần mà không tu đó nghe, ông thần cũng chết đó nghe, ông cho ông biết nghe. Đức Thầy gầy ông Năm nữa, ông đừng có nghĩ ông nóng nữa sao về ông làm thần nghe. Mà tới giờ ông thần không tu, ông thần cũng chết. Như vậy thì Đức Thầy gầy nghe. Ông thần cũng phải tu nữa nghe, chứ đừng có không tu mới được. Thì thôi thì coi như là qua cái tiêu đề này chúng tôi cũng xin tạm dừng. Giờ xin trả lại vấn chủ ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có hãy xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng tôi có thể mình chia sẻ rõ về vấn đề chữ trung á chú Tư. Giờ như chữ hiếu hầu như là cô bác mình ai cũng biết, nhưng mà chữ trung á mình làm sao mới gọi là trung? Bây giờ chia sẻ cái chữ trung chút xíu đi ha. Dạ. Tại vì nó theo cái thời kỳ, như hồi xưa trong thời kỳ quân chủ á, là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ở đây chữ trung hồi xưa nó là vậy. Ví dụ như hồi xưa trong thời kỳ vua trụ có như là ông bảo ác bảo dâm, thế mà coi như là thái sư Văn Trọng đó, ổng là một lòng ổng trung với ông vua trụ, thấy không? Trung vua trụ. Còn Hoàng Phi Hổ đó, trong khi đó đó là được người đời người ta nói cái ông này là phản trụ đậu trong, thấy không? Ông Hoàng Phi Hổ á nói ông này coi như là phản trụ, là bỏ nhà trụ mà coi như là đi qua bên nhà Châu. Rồi đó tôi đọc câu này nó phản trụ đậu Châu, người ta mắng để chữ mình, nhưng mà không ngờ đây là có cái tích phản trụ là bỏ trụ đầu Châu, tức là đầu ở bên nhà Châu đầu quá đó. Như vậy là ông Hoàng Huy Hổ tất nhiên là người đó lúc đó là không có chung với vua trụ. Nhưng mà sau này đến thời kỳ nhà Châu mà nổi lên đầu để hen, thì bây giờ đó là mới thấy được coi như là cái tấm lòng của ông Hoàng Huy Hổ, thấy không? Như vậy thì hồi xưa coi như là cái chủ nghĩa coi như là thuộc về quân chủ, mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, hụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, có nghĩa là ông vua ông bảo người tôi chết là người tôi phải chết, người tôi không chết là không trung. Cũng như coi như là chú của vua chủ là ông Tỷ Can, mà giờ coi như là bắt buộc là phải mổ bụng coi như là lấy trái tim để mà trong khi đó cho Đức Kỷ như là để mà dùng làm thuốc. Thế mà bây giờ nếu mà không mổ bụng thì không trung, cho nên ông Tỷ Can buộc lòng mà phải mổ bụng để mà có cái đồng trung. Mà trung kiểu này sao được, phải không?
Nhưng vậy thì hồi xưa nó là như vậy nghe, nhưng mà bây giờ cái chung của Đức Thầy đã nghe để với chư quý vị mình đã nghe ở đây á, là ở nơi cái như là trong cái chữ chung á, là trong thời kỳ này đó, là quý vị cũng nên biết á, là phải hiểu cái chữ chung như vậy. Bây giờ phải thay đổi thay đổi cái chữ chung. Bây giờ cái chữ chung của người tu của chúng ta đó là sao? Bây giờ chung đó là thời kỳ bây giờ đó là quân bất minh, thần thị bất trung, phụ bất từ, tử đành bất hiếu, phải không? Như vậy là nếu mà ông vua đó là coi bài tôi á là như cỏ rác, là người tôi đó là coi vua cũng như là kẻ địch thù. Ở đây cái Đức Thầy có nói mà, phải không? Như vậy thì bây giờ cái người chung của cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, tất nhiên là ở trên đó là phải tôi ngang, trên vua minh chánh cầm cân, dưới là quan liên tiếp và sự phân công bằng. Như vậy tất nhiên là ở đây là trên đó là cái người tôi, cái ông vua đó hen là phải là chân chánh, cái người tôi là mới ngay thẳng được, phải không? Như vậy thì như là phụ từ tử hiếu, quân thánh thần trung, quân bất minh thần thị bất bất trung, mà phụ bất từ thì tử đành bất hiếu, chứ không có gì là trên trời. Như vậy thì bây giờ ở đây tất nhiên là nếu như cái người tu của chúng ta là phải tìm cái người coi như là bề trên sao đó chúng ta mới trung được, phải không? Chim khôn lựa cây lành mà đậu, người khôn tìm chúa thánh mà thờ, nghe không? Như vậy tất nhiên là ông chúa nào mà thánh tất nhiên là chúng ta mới thờ, còn bằng không nữa mà chúng ta như là một mực mình trung thành với một cái ông đó là vua bạo ác thì ở đây không có thể nghe theo trong cái thời kỳ đó được. Đó là một ý nha. Rồi bây giờ ở đây coi như là cái chữ chung đó là mở hội thánh chọn người trung hiếu, không phải chung với vua, chung với nước không, mà ở đây nó thật với đệ thiên là ai mà có tấm lòng chung với đạo là sau này mới có mặt thôi. Tại vì bây giờ đã quy y theo đạo rồi, theo giáo lý của Đức Thầy đâu vậy đâu mà chạy theo chỗ này linh chỗ kia linh rồi chạy theo ông này chạy theo bà kia, rồi trong nhà coi như là đã trung thành với Đức Thầy rồi mà thờ cửu thiên quyền nữ thánh anh lai sát chú tiên chú ngọc ông voi ông táo ông địa thần tài coi như là thổ địa gì tùm lum hết trơn, trậu trong nhà nó tá lả hết trơn, rồi chạy theo coi như là ông này ông kia đủ thứ hết trơn. Cái chỗ này có trung không? Nếu đã trung Đức Thầy, Đức Thầy nói cho chúng ta biết từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm ân nhà lật phai, sống sanh ra phận trong ngoài phải không bả? Sống sanh ra phận trong ngoài một đời một đạo đến ngày chung thân. Như vậy là đã quy y qua giáo lý Đức Thầy rồi, coi như là dầu sống dầu chết dầu mất dầu còn cả cuộc đời của mình đến khi phút lâm chung cuối cùng mà mình vẫn còn hòa hảo. Như vậy mới gọi là trung nghe chính. Chứ còn ta giảm đất một cái bịch bắt đầu ta khùn ta khè rồi đâu cái giọt có tiêu rồi chúng diêm chúng tôi nó thảo hòa hảo hay không mặt hơi khó bắt đầu đem mà giáo lý cất mất tiêu tôi không phải hòa hảo nghe nói cũng lẹ bắt đầu tôi ta lao bắt đầu cái lấy áo dài giấu làm sao mà trong cái đời trung được không? Nhưng mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết tánh ngay thẳng, ta không dời đổi rồi, dù ta xưa nắp gặp mặt. Tất nhiên là nếu được cái tấm lòng đó thì sau này Đức Thầy cứu, nghe không? Đó là trung. Ví dụ như bây giờ trong khi đó là quý vị cũng được biết hồi xưa coi như là ông Nguyễn Trung Trực để cũng hiểu phải không? Và bên cạnh đó là ông Quỳnh Công Tấn. Quỳnh Công Tấn được coi như là pháp chiêu vũ đâu đó coi như là theo tôi đi rồi tôi ban chức lãnh binh cho. Tới chuyện Quỳnh Công Tấn nghe nếu có chức vụ đâu đó đàng hoàng nghe khoái bắt đầu phải chạy theo pháp. Chạy theo pháp ban cho ông chức lãnh binh rồi bắt đầu ông dẫn coi như là pháp coi như là bắt ông Nguyễn Trung Trực. Mà tới chuyện mà bắt được ông Nguyễn Trung Trực nó cho nó mau gì chuyện nó dài. Bắt ông Nguyễn Trung Trực rồi điệu lên trên Sài Gòn á chỉnh ông phủ vụ ông có nếu như mà ông là theo pháp đi rồi bây giờ tôi như là cho ông chức lãnh binh giống như là chức như là của ông Quỳnh Công Tấn mà giao ông trong coi như là trong đó là mấy tỉnh miền Tây làm là sói cũ luôn. Ông nói có cái chức nào mà chặt đầu tay được thì cho tôi làm chứ còn không có chức nào khác. Ông thấy cái chỗ đó là trung với ông. Có chức nào mà chặt được đầu tay cho tôi làm chứ còn bằng không không làm chức nào trên cuối cùng rồi nó vụ phủ vụ không được mới điệu về như là Kiên Giang gạch giá. Rồi coi như là nó chém đầu ông là tại gạch Kiên Giang gạch giá vào ngày 28 tháng 8 năm 1868 thì ở đây tôi đại khái vậy thôi. Vậy thì bây giờ ở nơi đây lòng trung tất nhiên là lòng hết lòng đây gọi là trung, mà hết lòng mà đối với coi như là đất nước quê hương, mà hết lòng đối với giáo lý Đức Thầy, như vậy mới gọi là trung. Mà sao đến cái ngày đó là mở hội thánh chọn chọn người trung hiếu,
Tất nhiên ai mà có lòng trung đối với đạo rồi đó, sau này giàu có chết đi, nhưng mà linh hồn vẫn còn, đến hậu trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Ông Hai Sòn đó, trong lúc đó là ông Hai Sòn quê ở làng Mỹ Hậu Đông đó, để cũng biết phải không? Trong lúc đó coi như là ông đi ra ngoài chợ gặp là ba tên coi như là bị Pháp nó bắt, bỏ chối trên là trên xe lôi, coi như là thiếu tiền thế thân không có đóng bắt. Ông hỏi coi như là lính đâu rồi, nó lính nó uống cà phê rồi. Ông nhanh như cắt, ông nhảy lên chiếc xe lôi, bắt đầu ông cắt là mở trốn cho ba người đó. Giọt mất. Tới chừng lính trở lại hỏi coi như là ai là hữu phạm đó mà coi như là mở ba tên này. Nói cái ông Hai đó đó, ông Hai đó mở mở giọt mất rồi. Ông nhanh về nhà, ông lấy coi như là một số kinh giảng, bắt đầu giọt ra ngoài Phú Quốc ông trốn. Tới chừng sau cuối cùng ông bị bắt rồi để hen đánh đập khảo tra ông đủ cách chân, nhưng ông một lòng gì đạo. Không? Tới chừng sau cuối cùng rồi coi như là ông bị bắt giam biệt giam rồi, sau khi đó chết rồi đó hen, trong khi đó là đức thầy được về đó, ở tại cái gia đình của ông Hai Sòn, nói gia đình đừng có buồn đừng có lo đừng có rầu gì cho ông Hai Sòn, ông vì đạo mà ông chết là một lòng vì đạo ông chết là tôi độ trì cho ông rồi, còn gia đình có việc yên tâm làm ăn đi, tôi sẽ độ trì cho gia đình làm ăn từ đây khá giả. Mà thật sự sao nguyên cái gia đình coi như là của ông Hai Sòn hen, làm ăn coi như là có phớ phớ rồi giàu có trơn trọi, là đức thầy đã độ trì rồi phải không? Như vậy thì người nào mà hết lòng vì đạo rồi để đức thầy đổi, nên đức thầy mới nói câu nói này: tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ, thì có thầy ủng hộ đừng có lo vấn đề đó. Họ đến đây cũng xin hết cái đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quá hay quý vị ơi.